Sao không làm ở đâu? Mua cái đó nhiều không chụp đâu. Dạ, thấy hình nào chụp đâu bây giờ không phải. Mua đó nhiều. Cái nào? Nó mua đâu mà. Nó mua học, học tay học, tay làm nó mua. Thấy còn mới thì. Đấy, nó xài kỹ. Mới tình hả? Mới khen, nhà mở là mới khen. Đó là mới dán này đủ. Này là kính cường lập phải không? Đây mở ra đây là mấy cây còn không có miếng xếp nữa. À, mua 2017 của hai 18 chứ 2018 2017 2018 tôi đi làm nhà bán không mua. Tôi qua đây ở rồi không có tôi bay đi rồi á. Mày với Khang sắp ra trường rồi. Khang nó về quê đó. Mày cũng Khang thế là chưa tốt nghiệp luôn mày. Làm quá thì làm trong trường mấy mấy triệu cái nghiệp làm gì còn văn chỉ ở trường chứ không thiếu gì hết. Còn anh văn nó còn cái gì ta? Anh văn cái gì tính này mới xong hay gì đây tết này gần mà hết không tính trợ đi chị con người chào quá anh rồi mày móc hả? Ừ, không phải chị gì á? Chị quán. Chị quán anh gì của anh mày? Anh Thông. Anh Thông đúng không? À. Tao quá không nhớ. Lâu quá. Má tao quay này tao đăng lên YouTube cũng được ngàn mấy lượt xem mày. Cái gì? Mấy này nè. Gì không hả? À. Đồ ghê.